Tối ngày 31 tháng 7, Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết các hoạt động hè năm 2024. Dự buổi tổng kết có các đồng chí Giáp Xuân Cảnh, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh, các đồng chí trưởng các ban tỉnh đoàn, lãnh đạo Nhà văn hóa thiếu nhi, các thầy giáo, cô giáo là cộng tác viên, đại diện các trung tâm, câu lạc bộ, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em thiếu nhi đã học tập các lớp năng khiếu hè năm 2024 tại Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh. Hàng năm cứ mỗi khi hè đến tạm chia tay mái trường là các em thiếu nhi lại được thỏa sức cho những ước mơ bay bổng theo từng câu hát, điệu múa, từng bức tranh hay rèn luyện sức khỏe bằng các bài võ quyền, các buổi thi đấu cầu lông, cờ vua, bơi lội mà các em đã được học tại Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh. Sau 2 tháng triển khai các lớp năng khiếu hè, Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh đã tổ chức được gần 20 lớp học năng khiếu và thu hút được hơn 400 em thiếu nhi tham gia. Với sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo, các em đã đạt được rất nhiều thành tích đáng kể. Tại đây, khán giả đã được thưởng thức những tiết mục đặc sắc của lớp nhảy hiện đại TikTok. Trang phục phong cách và đẹp mắt kết hợp với những động tác nhảy hiện đại tạo nên những điệu nhảy rất sôi động, cuốn hút khán giả. Những bài nhảy này không chỉ giúp các em rèn luyện sức khỏe mà còn phát triển khả năng sáng tạo và tự tin. Tiếp đó là chương trình nghệ thuật với chủ đề Thiếu nhi Bắc Giang viết tiếp bản hùng ca của đội nghệ thuật Măng Non, Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh và Trung tâm nghệ thuật Họa Mi đại diện cho thiếu nhi Bắc Giang tham gia liên hoan nghệ thuật thiếu nhi các cung nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc năm 2024 tại tỉnh Sơn La. Tại buổi tổng kết, Ban giám đốc Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh đã trao giấy chứng nhận cho các thầy cô là cộng tác viên giảng dạy các môn năng khiếu hè tại Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh, trao giấy chứng nhận cho Trung tâm nghệ thuật Họa Mi và trao tặng giấy chứng nhận cho toàn bộ thành viên của đội nghệ thuật tham gia liên hoan nghệ thuật thiếu nhi các cung nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc năm 2024 tại tỉnh Sơn La.